Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thoại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Traffic Reader. Let's go. Ok, let's go. Vâng, trời đang mưa rất là to. Phải đi chậm lại, không là sẽ đâm ngay. Lách thôi. Ok. Một đường hầm khá là dài. Oh my god. Tốc tối đa rồi. Let's go. Oh my god. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. As far as let's go. Classic, ok.
cái này thì các bạn phải mua bằng tiền. Xem cửa này nào. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới gần thứ ba. CR Rushing 2. Let's go. Rest. Một xe đua đấu một xe thường thì không bao giờ mình có chuyện thua đâu. Ok. Đây là đuôi cúp này các bạn ạ. Thì cái này các bạn phải nâng cấp cho xe của mình thật là ngon thì lúc đó các bạn mới dám đụng với đua, còn không thì các bạn sẽ không thể thắng được bởi vì nó rất là khó. Wow, đi chiếc xe rất là đắt tiền. Okay, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Taxi Sim 2020. Mình sẽ chọn 1 giờ trưa đi. Xem có anh chị nào đi taxi không? Thì mình sẽ chờ. Oh my god, cần xe ngon hơn. Các bạn có thể nâng cấp xe và chở những khách hàng VIP hơn. Ok. Are we lost?
Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. NFS No Limits. Let's go. Tựa game này là một tựa game 3D rất là hay và đẹp nhé các bạn nhé. Ok. Mở ra xem gì. 300 tiền. Ok, cầm thôi. Lại gì đó. Let's go. Even far. Let's go. Nhạc rất là bốc các bạn nha. Let's go. Được 1.600 tiền. Ok. Wow, bốc nhầm rồi. Even bar. Ok, let's go. Tựa game này phải đua với hai anh chàng nữa. Rich, Raj và Jax. Anh Jax này thì đi BMW. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Đây là một tựa game đỗ xe khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, play. Let's go. Oh my god, ấn nhanh quá đâm ra lại chết. Wow, restart.
Let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái nữa theo. He Glim. Let's go. Đây là một tựa game ra đời khá là lâu rồi. Và tựa game này cũng còn rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Rồi, và mình sẽ sang đây đi. Fresh. Chưa đủ tiền để nâng cấp những cái này. Ok. Let's go. Thank you.
này khá là cao luôn, không biết có lên được không. Chết rồi, thua rồi. Oh my god. Oh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.